Đợi đã các người, mau nhìn xem bên kia có nhiều con côn trùng đang bay quá. Côn trùng gì chứ? Ngươi không có kiến thức đó sao? Đó là thánh long. Hơn nữa có tổng cộng 9 con. Trời ơi, ở đâu mà nhiều thánh long như vậy? Chẳng lẽ là thú bảo hộ tông của thánh địa Thiên Nguyên? Hơn nữa phía sau kéo một tiên phủ. Cửu Long tiên phủ, chẳng lẽ là có tiên nhân ở ngoài đại thương? Thì ra, Cửu Long tiên phủ này là ghế ngồi của giới chủ. Phụ thân, mê mơ mau vào tiến hành chủ trì nghi thức. Vâng. Chính vào lúc này trên trời bỗng nhiên truyền đến nhiều tiếng sấm. Mây đỏ tập hợp lại. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ ông trời phản đối ngài ấy thành giới chủ? Muốn trừng phạt chứ? Giáng xuống sự phẫn nộ của ta trời. Ta lại hy vọng ông trời giáng xuống nhiều sự phẫn nộ một tí. Để ta đột phá lôi thể. Nhưng mà sao dị tượng này có hơi cổ quái? Đây không giống như trời phẫn nộ. Mà giống như cố ý đánh trống khua chiêng tạo khí thế vậy. Từ bên trong đám mây đỏ kia nhanh chóng xuất hiện mấy bóng dáng mơ hồ. Những người kia là tiên nhân. Tiên nhân, làm gì có tiên nhân nào cảm giác như vậy. So với thực lực của ta cách biệt không lớn. Từ khí tức phán đoán, không phải người của đại thương ta. Mặc kệ hắn ta là ai. Nếu đến chúc mừng thì chúng ta hoan nghênh. Nếu đến ngăn cản giới chủ, ta cho mỗi người một trưởng. Chúng tôi tới từ thượng giới lần này hạ giới là vì cho các ngươi một cơ hội thần phục. Thượng giới là ở đâu? Tiên giới. Quả nhiên là tới kiếm chuyện. Hy vọng các ngươi phối hợp đừng không biết tốt xấu. Thật là tìm chết. Của nhiên huyền huyễn thế giới, không rời khỏi thiết lập một tầng lại một tầng tạo búp bê. Ta của nhiên là nhân vật chính. To gan ngông cuồng, thánh địa Thiên Nguyên không đến lượt các người phách lối. Vậy mà có thể chặn được chủng này của xem ta. Ra người của thế giới này cũng không yếu như ta tưởng tượng. Không cần lãng phí thời gian đánh nhanh thắng nhanh. Tần Phong trưởng lão, ta muốn nữ nhân này làm nha hoàn thân cận của ta. Mong ngài cho phép, làm sao có ý với nàng ta rồi. Đúng vậy. Nếu đã như vậy, ta phát phúc lợi cho các huynh đệ một chút. Quảng cáo. Chỉ cần không gây trở ngại cho tất cả theo ngươi. Đa tạ Tần Phong trưởng lão. Châu Ý, chẳng lẽ là nữ nhân này? Nhưng không nhìn thấy cảnh nàng ta động thủ. Hay là nói tốc độ động thủ của nàng ta đã nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa. Hoặc là ở dưới hạ giới này còn ẩn giấu một kẻ mạnh tuyệt thế. Ta không quan tâm các người đến từ đâu. Hôm nay là đại điển đăng cơ thiên giới chủ của con trai ta. Không muốn chết thì cút mau. Những người hạ giới này vậy mà muốn đối đầu với chúng ta tìm chết. Hai người các người đi đối phó với hắn ta. Vâng. Tìm chết. Đây rốt cuộc là đám quái vật gì? Các ngươi còn có bản lĩnh gì thì thể hiện hết ra đây. Nếu ngươi đang muốn chết thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Hắc thạch này vậy mà cũng là thiên đạo đế binh. Hệ thống đang thử nâng cấp. Cái này mà cũng có thể nâng cấp. Thăng cấp thành công mở khóa kỹ năng mới sao chép vạn vật. Sao chép vạn vật? Có sao chép đế binh trấn thần thạch không? Sao chép? Đang sao chép. Sao chép thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được trấn thần thạch cộng 1. Hệ thống cái sao chép vạn vật này đối phó cùng một vật phẩm. Có hạn chế số lần không? Xin ký chủ yên tâm. Công năng sao chép vạn vật không có bất kỳ hạn chế nào. Ký chủ muốn sao chép bao nhiêu lần thì sao chép bấy nhiêu lần. Kia là... Người sao lại có thiên đạo đế binh giống ta? Tên anh ngồi đáy giếng. Thiên đạo đế binh mà thôi. Thiếu chủ nhà ta tùy tay cũng có thể luyện chế một đống lớn. Thì ra đối với người thượng giới, thiên đạo đế binh hiếm lạ như vậy sao? Đính chính một chút, thiếu chủ cho chúng ta không phải thiên đạo đế binh bình thường, mà là tiên phẩm thiên đạo đế binh. Làm sao lại có nhiều thiên đạo đế binh như vậy? Ta có thể cảm nhận được, thiên đạo đế binh trên tay bọn họ, đúng thật so với chấn thần thạch trên tay Tần Sư cao cấp hơn nhiều. Câm miệng chỉ là huyễn thuật mà thôi, đừng để bị mê hoặc tâm trí. Ta xem các ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Giết. Đang đánh cắp. Đánh cắp thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được chấn thần thạch. Sao có thể thiên đạo đế binh của ta đâu? Ngươi đang tìm cái này sao? Ngươi tại sao lại có thiên đạo đế binh của ta? Trở về. Cháu trai mau chóng trả chấn thần thạch cho ta. Đến thần binh của mình còn không giữ được dám ở đây phẫn nộ. Nực cười quá nực cười rồi. Ngươi các ngươi như vậy. Chúng ta mỗi người lôi một bước, ngươi trả chấn thần thạch lại cho ta. Ta sẽ xin với tông chủ tha mạng cho các ngươi thế nào? Một cục đá vỡ, ngươi cũng xem như bảo vật rồi. Cục đá vỡ đó là thiên đạo đế binh. Đang sao chết. Sao chết thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên đạo đế binh trấn thần thạch cộng 3052. Tại sao? Không thể nào, ta nhất định là hoa mắt rồi. Tặng trấn thần thạch thành công kích hoạt trả lại gấp 1000 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được trấn thần thạch cộng 3.52.000. Ta nói đây là cục đá vỡ, có vấn đề gì sao?
ức hiếp người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Ngươi không xứng để khiến phu quân ta ra tay. Tần Phong trưởng lão. Sao có thể? Nghi thức bái liệt tổ liệt tông tiếp tục tiến hành. Lên hương xong kính rượu liệt tổ liệt tông xong là kết thúc. Chuyện còn lại do Trần Thiên Lâm phụ trách. Cuối cùng cũng xong, mệt quá. Thiếu chủ, chuyện 6 người thượng giới kia chết ở Thiên Nguyên. Thiếp nghĩ bọn họ rất nhanh sẽ biết. Đến lúc đó thượng giới có lẽ sẽ đối đầu với đại thương. Thượng giới A. Trần Mộ mở bản đồ hệ thống. Muốn tìm xem cái gọi là thượng giới rốt cuộc là cái gì. Vốn tưởng rằng là thế giới trên trời. Sau khi xem qua mới phát hiện thì ra giống với đại thương. Chẳng qua là đại lục ở đầu nguồn mạch linh khí mà thôi. Cũng tức là hưởng thụ linh khí dồi dào hơn mà thôi. Mà 6 người Tần Phong tới từ Cửu Châu. Một nơi là Hoang Thiên Vực. Cửu Châu chính khối đại lục. Phân biệt được 9 đại cổ tộc chiếm giữ. Hoang Thiên Vực là một mạch trong đó. Nếu đã như vậy vẫn phải đi một chuyến rồi. Tránh đen dài lắm mộng. Xem khu Hoang Thiên Vực này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dám muốn ta thần phục. Cái Hoang Thiên cổ tộc này thật sự tìm chọc ai không chọc lại cứ chạy đến gây phiền phức cho phu quân ta. Lần này thượng giới xong đời rồi chọc ai không chọc. Lại cứ chọc nam nhân có một hệ thống siêu lợi hại. Báo, có chuyện không tốt rồi. Nhóm 6 người Tần Phong trưởng lão xuống hạ giới để thu phục đại thương. Toàn bộ đều chết hết rồi. Ngươi nói cái gì? Mấy người hạ giới kia sao lại có thực lực mạnh như vậy? Có vấn đề bên trong, nhất định có vấn đề. Lấy hồi ảnh thạch đến đây. Ta muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi xem xong cảnh tượng trong hồi ảnh thạch, không ngờ rằng lâu không chú ý đến hạ giới. Không ngờ bây giờ xuất hiện một người như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu người này chúng ta có thể sử dụng, Hoang Thiên cổ tộc xưng bá Cửu Châu sẽ không còn lo nữa. Gia chủ, ta xin dẫn binh mã xuống hạ giới. Bất luận thế nào cũng phải cướp được người này trước 8 gia tộc còn lại. Tôi tán thành. Tôi cũng tán thành. Người này đúng thật có khả năng để ta sử dụng. Truyền lệnh xuống dưới tập hợp vạn tộc nhân dùng phi thuyền xuống hạ giới. Bất luận dùng cách nào cũng phải mang bằng được người này về Hoang Thiên. Nếu có kẻ cản trở giết không tha. Thuộc hạ nhận lệnh. Cơ duyên của Hoang Thiên cổ tộc ta cuối cùng cũng đến rồi. Hoang Thiên cổ tộc sân luyện võ. Các người mau nhìn kia xem. Kia là cái gì? Cánh cửa truyền tống không gian. Pháp bảo cao cấp hay là không gian thánh thể? Hai người này là ai? Chưa nhìn thấy cách ăn mặc này bao giờ. Hình như không có quan hệ gì với cửu đại gia tộc. Sau lưng không có 8 gia tộc chống lưng. Cũng dám chạy đến Hoang Thiên cổ tộc chúng ta, đúng là tìm chết. Gọi là thượng giới cũng không cao cấp như vậy. Tên nào dám xông vào Hoang Thiên? Đây là tiên nữ hạ phẩm sao? Đẹp quá đi. Thánh nữ của Hoang Thiên cổ tộc ta không thể với tới. Vưu vật không rõ lai lịch này. Ta có thể nạp vào phủ rồi chứ. Xin tự giới thiệu, ta tên là Tần Thọ. Là một trong 100 thiên kiêu của Hoang Thiên nội viện. Có bá vương kiếm thể. Xin hỏi tiểu thư tên gì? Sao lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ là vì tên tiểu tử kia sao? Tiểu tử dám cùng ta lên đài sinh tử không? Gọi gia chủ nhà các ngươi đến gặp ta. Ta hỏi ngươi có dám cùng ta lên đài sinh tử không? Hơn nữa dựa vào ngươi mà cũng muốn gặp gia chủ của chúng ta. Thật là không tự lượng sức. Các ngươi có nhìn rõ động tác của hắn không? Một trường giết chết sao? Chuyện này sao có thể chứ? Bảo gia chủ các ngươi để đón ta. Thật sự xem Hoang Thiên cổ tộc là nơi ngươi có thể tùy ý sắp xếp sao? Yến sư tỷ, Vương sư huynh, trời ơi, đến Tôn sư huynh cũng tới rồi. Một trong những 100 thiên kiêu của nội viện đến một lúc mười mấy. Lần này dù hắn mọc cánh cũng khó thoát rồi. Vương sư huynh không ngờ đến các huynh cũng chạy đến xem náo nhiệt rồi. Yến sư muội, không thể nói như vậy được. Bây giờ có người ở Hoang Thiên tùy ý giết hại đệ tử tộc ta. Chúng ta thân là thiên kiêu, tất nhiên phải ra mặt bảo hộ uy nghiêm của cổ tộc rồi. Ta sao lại không nhìn được tu sáu của chẳng hắn lẽ cảnh giới của người này còn ở trên ta? Các vị sư huynh, để sư muội đi trước thám thính xem thực lực của bọn họ thế nào. Vậy mà xinh đẹp hơn cả ta. Vậy lấy ngươi khai đao vậy. Vương sư huynh, Tôn sư huynh này có hơi cổ quái. Không bằng chúng ta liên thủ đối phó hắn ta cũng thế được. Nào? Ao đầu năm mà có nhiều người thích đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ. Phu quân không bằng để thiết đi quyết sạch bọn họ. Không cần phiền phức như vậy. Đã mở lĩnh ngộ giết trong chớp mắt. Chúng ta đi thôi. Các người đừng quá không để người vào trong mắt. Tần Tôn sư huynh cũng không thể đấu lại hắn ta sao? Thiên kiêu của Hoang Thiên cổ tộc ở trước mặt hắn ta đến con kiến cũng không bằng. Nội viện trưởng lão các người thấy chuyện này như thế nào? Chắc là lão tổ nhà nào xuất quan không nhịn được, muốn đánh vỡ cân bằng của Cửu Châu. Thật là lão tổ trong 8 gia tộc kia một có một mình xông đến, cũng quá coi thường Hoang Thiên cổ tộc chúng ta rồi. Hy vọng chỉ là người qua đường, không thuộc về bất cứ tu sĩ mạnh mẽ nào. Với các đệ tử xảy ra xung đột, cũng không nhường ai, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Xin đại trưởng lão yên tâm, tôi đã phái 10 thiên kiêu đến đó.
tin rằng với thực lực của bọn họ có thể dọa khiến người này rút lui. Không được, ta sao lại không xem được tu sáu của hai người này? Hình như có một tầng kết giới ngăn giữa ta và bọn họ. Chẳng lẽ là pháp bảo? Nhất định là dùng pháp bảo để che giấu thực lực. Dùng thủ đoạn thần phí để phô trương sức mạnh. Thủ đoạn hạ đẳng. Các vị đừng lãng phí thời gian nữa. Nhanh chóng giải quyết người này. Ta còn phải về tiếp tục mồ đạo. Các vị trưởng lão sư huynh sư ý của bọn họ chắc là bảo chúng ta giảm thiểu tranh cãi và giảng hòa thì phải. Giảng hòa đùa gì vậy chứ? Hắn ta ở Hoàng Thiên giết đệ tử nội viện của chúng ta. Giảng hòa với hắn ta để hắn ta toàn thân rút lui. Chuyện ra ngoài thể diện của Hoàng Thiên cổ vực chúng ta để đâu? Cái này, vô ý sư huynh huynh thấy thế nào? Giết! Phu quân, mặc kệ hắn ta. Có 10 đại chí tôn thánh thể như Tần Vô Ý, cứ như vậy bị hắn ta xử rồi. Các vị theo ta ra chiến đấu, nhất định bằng mọi giá. Phải khuyên lui hoặc giết được người này mới được. Nếu không chết nhiều đệ tử thiên kiêu như vậy sao mà. Nói với gia chủ được. Được. Chẳng lẽ 8 gia tộc còn lại, có người luôn giấu một lá vương bài, chỉ đợi ngày này đến. Không biết tiền bối là ai, tại sao lại đến Hoàng Thiên địa giới ta, tàn sát đệ tử tộc ta. Tiền bối xin dừng bước, ngươi chẳng lẽ phải ép chúng tôi ra tay sao? Kiểm tra thấy đối phương đối với ký chủ có sát ý, chuẩn bị uy hiếp an toàn, lĩnh vực giết trong nháy mắt thêm khóa chặt chính xác, áp dụng sức mạnh quy tắc. Hắn ta rốt cuộc là người gì vậy? Thiên kiêu đệ tử thì thôi, đến nội viện trưởng lão cũng có thể tùy tiện giết như chơi ra vậy. Tay đã có thể giết chết cái này bảo người ta chơi kiểu gì khắc chứ? Thì chơi kiểu gì chứ? Nhanh chóng chạy thôi, ta có dự cảm Hoàng Thiên cổ tộc sắp xong đời rồi. Nói không sai, nhân lúc còn thời gian mau chạy thôi, chạy càng xa càng tốt tránh bị liên lụy. Cùng lúc đó chuyện liên quan đến nội viện chuyển đến tai Tần Hào. Ngươi nói cái gì? Người nào to gan như vậy dám đến địa bàn của Hoàng Thiên cổ tộc ta gây chuyện? Chẳng lẽ là 8 gia tộc còn lại biết được sự tồn tại của vị luyện khí sư? Muốn dùng cách này để kéo dài thời gian. Tên tiểu tử kia thâm độc thật đấy. Cầm lấy lệnh bài này, đi ra sau núi mời lão tổ Tần gia ta ra tay trấn áp người này. Rõ, thuộc hạ lập tức đi.